Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị đã đến với kênh YouTube của em, kênh Công Dũng Đa Phát. Kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư về chứng khoán. Hôm nay là thứ năm, là một phiên giao dịch cũng đầy cảm xúc của VN Index. Cảm xúc vì cái yếu tố mà giằng co trong phiên và nhất là những cái nhịp vào đầu giờ chiều. Tạo lập họ đã lợi dụng tình hình chiến tranh giữa Nga và Ukraine để họ đè giá giảm điểm ngay vào cái phiên mở cửa lúc buổi chiều, làm cho các anh chị nhà đầu tư của chúng ta một phần nào đó đã hoảng loạn và có thể là dẫn đến những cái hành động mang cổ phiếu của mình ra để chốt lời, mang cổ phiếu của mình ra để cắt lỗ, lo lắng về một cái tình hình xấu hơn của chiến tranh giữa Nga và Ukraine cũng như tình hình chứng khoán thế giới. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng đi nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 24 tháng 2, cũng như đưa ra những cái kịch bản cho cái phiên giao dịch ngày mai, ngày 25 tháng 2. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ đi phân tích những cái cổ phiếu của các nhóm ngành nào đang tích lũy, cổ phiếu của nhóm ngành nào đang giảm điểm. Và trong khi thị trường chỉnh thì có những cổ phiếu của nhóm ngành nào nó vẫn đang tăng trưởng được tốt và nó có những cái dấu hiệu mà bứt phá khỏi vùng nền giá để đi lên trong một xu hướng mới. Nếu các anh chị thấy video của em chia sẻ có những kiến thức hữu ích và giúp ích cho anh chị trong quá trình đầu tư thì cũng mong các anh chị hãy ủng hộ em bằng một nút like cũng như một phần đăng ký kênh để em có những cái động lực em làm những cái video sau được tốt hơn. Xin cảm ơn các anh chị nhà đầu tư mình rất nhiều. Nào, đầu tiên chúng ta cùng đi xem lại VN Index ngày hôm nay. VN Index ngày hôm nay đóng cửa ở mức 1.494 điểm, tức là giảm 17,45 điểm. Có lúc phiên chiều thị trường đã giảm đến 39 điểm, nhưng đã có một cái lực cầu bắt đáy. Hôm nay cái điểm tốt, điểm cộng của thị trường đó là có cái lực cầu vào bắt đáy. Lực cầu vào bắt đáy để kết phiên VN Index giao dịch ở mức 35.000 tỷ là cái khối lượng cao nhất trong những cái phiên gần đây. Thì trong khi đó thì có cái số mã giảm chiếm đa số, đối nghịch lại so với hôm qua. Trong VN30 cũng vậy, VN30 mất 16,79 điểm xuống mức 1.522. Trong đó thì có 5 mã tăng và 25 mã giảm. Thì mã giảm hôm nay thì chiếm đa số luôn, gấp 5 lần. Trong VN30 là mã giảm gấp 5 lần mã tăng và không có mã nào giữ được tham chiếu. Chúng ta cùng đi xem những cái vận động của các nhóm ngành. Nhóm ngành thì hôm nay là đa số bị bán thôi. Có cái điểm cộng là của nhóm dầu khí. Nhóm dầu khí là tăng rất tốt. Và nhóm hóa chất trong đó có các cổ phiếu của dòng phân. Và nhóm của thủy sản thì lo ngại về những cái thông tin chiến tranh. Thường thì sẽ dòng tiền sẽ luân chuyển và đi tìm vào những cái mã cổ phiếu mà nó có khả năng giữ lại được tiền. Như giá dầu thô trên thế giới tăng mạnh thì cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí cũng được hưởng lợi. Và ngoài ra thì có những mảng đầu cơ, đó là đầu cơ vào vàng để tích trữ tiền. Chúng ta hãy cùng đi phân tích biểu đồ của VN Index. Biểu đồ của VN Index hôm nay đã giảm, có lúc giảm 39 điểm xuống mốc 1.473 điểm, nhưng đã có một cái lượng cầu vào bắt đáy, cho nên cái thanh khoản hôm nay là tương đối là lớn. Và kết phiên thì VN Index vẫn đóng cửa trên đường MA20 và giữ được MA20. So với tình hình thế giới thì VN Index khá là khả quan, khá là tốt hơn thị trường thế giới. Thị trường thế giới toàn giảm 2-3%, thị trường Nga giảm cũng rất mạnh. Tuy nhiên VN Index của chúng ta thì đóng cửa vẫn giữ được đường MA20. Đây là cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực. Nếu khi nào VN Index, thị trường thế giới mà họ mà cân bằng lại được thì khả năng VN Index bứt cái vùng kháng cự 1.530 là rất cao. Còn nhận định của em về cái phiên ngày mai, VN Index vẫn sẽ vận động
và vận động giằng co ở trong cái biên độ tích lũy này. Có thể nó sẽ cũng sẽ lại bị nhúng xuống khỏi cái đường M20. Tuy nhiên thì cái hôm nay đã xuất hiện những cái lực cầu bắt đáy rồi, thì hy vọng ngày mai thì những cái lực cầu bắt đáy và những cái dòng tiền đang đứng ở ngoài sẽ tiếp tục nâng đỡ thị trường để VN Index có thể cân bằng được và sớm quay lại test lại cái vùng kháng cự ở mức 1.530 điểm này. Sau đây thì chúng ta hãy cùng đi phân tích một vài nhóm ngành chủ yếu trong cái phiên giao dịch này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích dòng dầu khí. Dòng dầu khí thì hôm nay là vẫn tiếp nối đà tăng của ngày hôm qua. Có những cái cổ phiếu như PVS hôm nay tăng cũng rất mạnh, và tuy nhiên thì cũng gặp một số áp lực bán do cái phiên chiều, do cái lo ngại về tình hình chiến tranh. Nhưng mà cổ phiếu vận động như này, dòng tiền vẫn liên tục vào. Đây là một cái dấu hiệu cũng khá là tốt của cổ phiếu này. Còn về trend xu hướng thì cái cổ phiếu này nó đang có đường MA20 hướng lên, và chúng ta kỳ vọng những anh chị nào đang cầm cổ phiếu thì vẫn yên tâm cổ phiếu và đặt mức chặn lãi cho mình. Đấy, thì nếu khả năng nó quay lại nó test vùng nền này thì chúng ta lại theo dõi, và để ai chưa có cổ phiếu thì chúng ta sẽ xem xét để mua. Còn hiện tại thì cổ phiếu nó vẫn đang tăng mạnh và tăng rất tốt. Cổ phiếu của BR thì hôm nay vào đầu giờ chiều nó có những cái nhịp mà nó chạy để nó vượt lại cái vùng đỉnh cũ này. Tuy nhiên thì lên trên thì nó cũng gặp những cái áp lực bán rất là mạnh. Nhưng nói về cái xung lực của cái cổ phiếu này thì nó đang ở trong một cái đường MA đang hướng lên, MA20 đang hướng lên. Thì em nghĩ vẫn nghiêng nghiêng về cái xu hướng là cổ phiếu này nó vẫn có thể tăng được ở những cái phiên tiếp theo, do nó được hưởng lợi từ cái giá dầu thế giới và cái nguy cơ chiến tranh làm cho cái giá dầu thế giới nó tăng mạnh, cũng như thời điểm này các nhà tạo lập người ta lợi dụng tình hình và người ta sẽ đánh cổ phiếu lên để những mức giá cao hơn, để người ta sẽ có những cái động thái để thoát hàng và chốt lời cổ phiếu sau một cái chu kỳ cổ phiếu đã tích lũy khá là lâu rồi. Đây, cổ phiếu BR thì nó vẫn đang ở trong một cái xu hướng uptrend nhé. Đây, uptrend anh chị nhé. Đấy, nó chưa có một cái xu hướng giảm nào. Thì chúng ta vẫn cứ hy vọng cái cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục vượt đỉnh và nó tiến lên những cái mốc giá cao hơn. Ngoài PVS, BR thì có những cái cổ phiếu như PVD. PVD tăng cũng rất là tốt. PVD là tăng cũng dạng như kiểu BR. Đây, và nó cũng đóng cửa ở trên cái mức qua mức đỉnh cũ rồi. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi những cái động thái. Ở đây chưa xuất hiện những cái điểm mua, vì thế nên anh chị chưa thể mua được ở những điểm này. Những điểm mua treo leo là những cái điểm mua vô cùng là bất lợi. Thì ví dụ cái cổ phiếu nó sẽ quay lại nó test lại vùng đỉnh cũ này, hoặc nếu nó gãy thì nó sẽ quay lại test lại cái vùng nền dưới này, cũng như có thể xuống hẳn vùng này. Thì nhưng mà cái về cái xu hướng mà nó test lại sâu thì em nghĩ là nó không 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 thể xảy ra được, vì cái cổ phiếu dầu này đang được hưởng lợi với những cái tin tức rất là tốt và nó đang tăng rất mạnh, dòng tiền lớn liên tục đổ vào. Dòng tiền lớn liên tục đổ vào thì chúng ta không không thể nào mà cái dòng tiền lớn này người ta sẽ có thể thoát ra trong vòng một hai phiên đánh lên đâu. Vì thế các anh chị nào cầm cổ phiếu vẫn cứ yên tâm cầm nắm. PVB, đây, các PVB đánh bứt vùng đỉnh ngày hôm qua, hôm nay tiếp tục mở gap để tăng và đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên, thì thể hiện cái sức mạnh của nó. Đây, hôm nay dòng tiền đi vào đây, dòng tiền lớn liên tục đi vào để đánh cổ phiếu. Thì chúng ta vẫn cứ cầm nắm và nâng các mức chặn lãi cho mình. Ví dụ các anh chị chặn lãi ở các vùng đỉnh này cũng được. Cổ phiếu nó quay lại nó test nó thủng cái vùng này thì chúng ta bán cổ phiếu ra. Cổ phiếu của PVT. PVT thì nó là một cái cổ phiếu với thiên hướng như em đã nói ở các video, thì nó lai giữa dòng vận tải và dòng dầu khí. Vì thế hôm nay nó đã gặp cái vùng kháng cự đỉnh, cái vùng kháng cự của nó, và cái yếu tố mà nó bị chốt lãi giảm điểm là chuyện bình thường của cổ phiếu nha anh chị nhé. Nhưng mà một điểm cộng của nó là có dòng tiền lớn đi vào. Tuy nhiên thì nó đang gặp vùng kháng cự, khả năng nó sẽ
dừng lại để nó test cái vùng kháng cự này, nó vận động tích lũy trên cái vùng kháng cự để nó có những cái nhịp bứt phá lên những cái vùng giá mới, vùng giá cao hơn. Tiếp theo là đến dòng bất động sản. Bất động sản thì hôm nay đa số là giảm giá. Đấy. AM sell này, sell đích thì lại đi sau một phiên tăng giá thì hôm nay lại có một phiên giảm giá. Phiên giảm giá thì nó chạm đến đường MA20 và cũng có những cái lực cầu nó vào nó bắt đáy. Cuối cùng thì cổ phiếu đóng cửa với mức giảm là 7%. Những cái cổ phiếu này thì em nghĩ là các anh chị cũng chưa nên mua vội, không nên mình đặt cái tiền của mình vào để mình đu những cái cổ phiếu mà nó có cái tăng giảm thất thường như thế này, nó chưa có một xu hướng rõ ràng và nó cũng chưa tích lũy lại được, thì chúng ta nên hạn chế mua những cái mã như cổ phiếu sell, cổ phiếu đích này. Đấy. Đấy, thì hôm nọ cũng vẽ cái mẫu hình nhưng mà nó cũng chưa đi vào được cái mẫu hình như này, nó đang cách đường MA20 khá là cao, khả năng nó giảm xuống để kéo đường MA20 lên cũng là một cái khả năng nó có thể xảy ra đối với cổ phiếu sell, cổ phiếu đích này. CII thì hôm nay nó quay lại, nó test lại cái vùng nền giá của nó, tích lũy được hai phiên thì chúng ta với một cái volume cũng trên trung bình một chút, thì chúng ta anh chị nào có cổ phiếu thì cũng cứ cầm nắm để theo dõi, nếu nó thủng những cái vùng này thì chúng ta sẽ chốt lời cổ phiếu. Và hôm nay một điểm cộng của cái dòng cổ phiếu bất động sản đó là cổ phiếu đất xanh. Đấy, cả list cổ phiếu thì có cổ phiếu của Hút và đất xanh là hai cổ phiếu đánh đánh khá là mạnh. Cổ phiếu của đất xanh trong phiên sáng thì nó cũng vận động là tăng nhẹ, đến phiên chiều thì nó quay lại, nó test lại cái vùng đỉnh cũ này. Đấy, một phiên test và rút chân dài như hoa hậu. Đấy, thì và cuối cùng đóng cửa với mức giá tăng trần. Hôm nay cổ phiếu đất xanh thì em cũng vô cùng là bất ngờ, bởi vì chiều nó mở biên nó giảm lớn quá, gần đến cái mức giá sàn, và em cũng đã cho anh chị em trong khách hàng là chốt lãi cái cổ phiếu này, chốt lãi 1/2 cái cổ phiếu này, và cũng sau thì nó quay lại nó tăng trần thì cũng coi như là mình mất 1/2 lượng hàng rồi. Thì những cái cổ phiếu đấy thì mình cũng mua ở những cái vùng nền giá này, lên đến đây là cũng có lợi nhuận là 14-15% rồi. Đến đoạn này là 14-15%, nay chốt ở cái khoảng này, khoảng 39 này thì cũng còn khoảng 12% thôi. Thì cũng lợi nhuận của mình cũng giảm, nhưng mà cũng là một cái tình huống mà mình phải đưa ra một cái quyết định nhanh cho tất cả mọi người. Thì em cũng đã chốt lãi 1/2 cái cổ phiếu đất xanh này rồi. Đấy. Thì nếu mà anh chị nào có hàng thì vẫn cứ cầm nắm cái cổ phiếu này. Hôm nay là một cái động thái đỡ giá của tổ chức là khá là mạnh của đối với cổ phiếu này, còn kéo lên cả trần thì là nó cực mạnh rồi. Nó mạnh hơn thị trường chung. Thị trường chung giảm 17 điểm mà nó tăng trần, chứng tỏ rằng cái cái lực cầu của cổ phiếu này là rất lớn. Tiếp theo chúng ta đi xem cổ phiếu của Hút. Cổ phiếu của Hút này vẽ lại để mà đợi nó test lại cái vùng đỉnh, test lại cái vùng nền, nó cũng đã không xảy ra được. Cái trường hợp này là không xảy ra được rồi. Và nó liên tục nó kéo. Những cái điểm này không phải là những cái điểm mua để anh chị vào để mua đâu nhá. Khi chúng ta mua ở những điểm treo leo như thế này, nếu trường hợp xấu cổ phiếu quay đầu, nó sẽ quay lại cái vùng nền giá này. Đấy, thì lúc đó cái rủi ro đối với anh chị mình là rất lớn. Vì thế mua ở những cái điểm này, anh chị nào liều mua, nếu mà nó tăng thì các anh chị vẫn có thể may mắn ăn đến T3, vẫn có lãi. Nhưng cái trường hợp xấu xảy ra, khi chúng ta mua cổ phiếu thì cũng phải nghĩ đến cái trường hợp xấu xảy ra. Nếu mà nó xấu thì chúng ta lại bị thua lỗ rất nặng nề, và chúng ta bị chôn vốn, không biết bao giờ chúng ta mới có thể về bờ được. Thì chúng ta phải phòng ngừa tất cả những cái khả năng đó xảy ra các anh chị nhé. Lúc nào mà cổ phiếu nó tích lũy lại được thì chúng ta mới xem xét để chúng ta có những cái điều kiện về phân tích kỹ thuật và chúng ta mua cổ phiếu. Còn cổ phiếu đang tăng nóng, tăng mạnh như thế này thì chúng ta không nên đu ở những cái cây như thế này. Có thể những cái cây này là những cái cây chạy nước rút của cổ phiếu, thì chúng ta mà đu vào đây thì rất dễ dính vào những cái nhịp điều chỉnh.
dính nhịp điều chỉnh thì có thể cổ phiếu nó vẫn cứ tăng tiếp, nhưng mà trong ngắn hạn thì chúng ta bị thua lỗ, đó là một cái điều không ai mong muốn cả. Vì thế các anh chị cân nặng cân nhắc khi mua nhé. Tiếp theo thì em sẽ đi phân tích một vài cổ phiếu của dòng phân bón và hóa chất. Phân bón thì hôm nay có cổ phiếu của DPM thì cũng đã gặp cái vùng kháng cự này rồi. Ngày mai chúng ta sẽ xem xét lại nó sẽ phản ứng ra sao với cái vùng kháng cự này. Theo em thì lên đến cái vùng kháng cự này thì nó sẽ xuất hiện rất nhiều lực bán. Lực bán của anh chị nhà đầu tư kẹp hàng ở đây thì sẽ bán cổ phiếu xuống, thì ngày mai chúng ta hãy cùng xem nó vận động như thế nào. Cổ phiếu này hôm nay dòng tiền lớn nó cũng đã xác định để nó vào rồi. Đây, vào liên tục 2 phiên thì những cái cổ phiếu này đã có dòng tiền lớn thì chúng ta cùng xem vận động của nó ở những cái phiên tiếp theo. Nếu mà tích lũy được ở vùng đỉnh này mà đạt thì khả năng thì chúng ta cũng sẽ mua những cổ phiếu này được. Phân bón DPM này, LAT, LAT hôm nay tiếp tục lại tăng trần. LAT hôm nay tăng trần và xác định là đây, chúng tôi đổ tiền vào đây. Những cái phiên trước thì nó đang còn dòng tiền nó hơi bé, nhưng mà đến cái phiên này thì dòng tiền nó đã vào là cực đại rồi, rất lớn rồi. Thì chúng ta con LAT này thì nó sẽ yếu hơn cổ phiếu của DPM bởi vì nó còn một đoạn dài để nó tăng đến cái vùng kháng cự. Thì những cái càng lên đến đây thì nó cũng đã tăng đến cái vùng kháng cự của nó rồi, thì khả năng cao là nó sẽ phải tích lũy lại ở đây để có những cái nhịp mà anh chị em mình có thể canh vào để mua những cái cổ phiếu như cổ phiếu LAT này. Còn một cổ phiếu nữa là DKM. DKM thì hôm nay tăng cũng khá là tốt, nó nối tiếp theo cái xu hướng tăng của cổ phiếu ngành hóa chất và nói chung và ngành phân bón nói riêng. Đây, đây cũng là những cái cổ phiếu của ngành phân bón này tăng khá là mạnh. Đây, hai cái cây tăng thì đến cái nhịp này nó sẽ gặp cái vùng kháng cự của nó, vùng kháng cự ở cái mốc 335 này, giá 35 này. Thì ngày mai chúng ta hãy cùng chờ đợi những cái vận động của cổ phiếu DPM, DKM, cổ phiếu LAT để chúng ta xem canh những cái điểm mua, những cái điểm mua mới, những cái điểm mua ở các vùng cân bằng tích lũy thì sẽ đem lại đến cái sự an toàn cao cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta. Cổ phiếu của NKG, cổ phiếu của NKG như em đã vẽ này, nó đã gặp cái vùng kháng cự này thì nó cũng vận động và nó tích lũy ở trên vùng kháng cự, khả năng nó sẽ kéo cái đường MA20 lên gần với mốc giá, thì nó mới có những cái phiên mà nó đánh bay những cái vùng kháng cự này của nó. Khi cổ phiếu từ dưới đáy đi lên nó gặp rất nhiều cản trở đấy, thì khi gặp cái cản trở nó phải tích lũy được trên những cái vùng kháng cự đấy thì cổ phiếu mới có cơ hội để nó tăng tiếp theo, tăng cao hơn. HSG, HSG thì vẫn vận động tích lũy đấy, nó chuẩn bị kéo được đường MA20 lên tới gần nó rồi, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những cái phiên tiếp theo nó mà xuất hiện cái khối lượng kiệt cung đi, xuất hiện những cái điểm mua thì chúng ta có thể vào những cái cổ phiếu như HSG, HPG hoặc là NKG. Hiện tại thì em thấy cái xung lực của nó cũng chưa mạnh lắm. Nổi trội của cái dòng này chỉ có cổ phiếu NKG, tuy nhiên thì nó cũng vẫn đang trong một cái biên tích lũy thôi. Mạnh bây giờ là cổ phiếu của dòng phân bón, dòng dầu khí và một số cổ phiếu dòng dệt may thủy sản. Đây, dệt may thì có TNG, đấy, TNG, VGT. Đấy, TNG thì hôm nay nó khá hơn là VGT. Đấy thì nó tăng điểm và nó cũng đang gặp lại các vùng kháng cự này rồi. Thì chúng ta cũng xem những cái phản ứng. VGT thì em cũng đã cho dù khách hàng của em mua từ mức giá 26 cơ, mua từ những cái vùng nền này thì hiện tại nó vận động cũng đang rất tốt, vận động trên đường MA20 và hôm nay cũng là một phiên tổ chức nó họ đỡ giá rất tốt cho những cái cổ phiếu của dòng dệt may này. Đấy, thủy sản và dệt may. Dệt may thì cũng sẽ được hưởng lợi ở trong cái này. Theo nhận định thì trong cái thời điểm này, thời điểm sideways và thời điểm chiến tranh như thế này thì cái ba cái dòng cổ phiếu mà nó đang đang được hưởng lợi đỡ giá tốt và tăng giá tốt
đó là cổ phiếu của dòng dầu khí, cổ phiếu của dòng hóa chất và cổ phiếu của dòng dệt may, là ba cái dòng cổ phiếu nó đang có những cái yếu tố đỡ giá rất tốt ở trong thời điểm này. Còn một vài cổ phiếu riêng lẻ như dòng bán lẻ FRT này cũng đang tăng giá rất tốt, dòng bán lẻ nữa, dòng bán lẻ rất tốt nhưng mà nó tăng giá mạnh quá rồi, bây giờ không còn những cái điểm mua để anh chị mình có thể tham gia PET nữa này đấy. Và cái dòng bất động sản thì có cổ phiếu của Đất Xanh và cổ phiếu của Hút, là hai cái cổ phiếu mà nó đang thể hiện cái sức mạnh của mình đi ngược với thị trường chung đấy, thị trường chung giảm điểm nhưng nó vẫn tăng tăng trần. Cổ phiếu của Hút thì đang em thấy là nó đang vào những cái pha chạy nước rút của cổ phiếu, nó tăng liên tục như này đây, tăng không ngừng nghỉ thế này là nó rất dễ bước vào một cái pha chạy nước rút nhé. Còn cái pha chạy nước rút là như thế nào thì xin mời các anh chị hãy xem video ở trong kênh YouTube của em, có một cái video ngắn hướng dẫn về nói về thế nào là các pha chạy nước rút của cổ phiếu. Và cuối cùng thì hôm nay em cũng đi làm video ngắn, em xin dừng lại ở đây thôi. Thì những anh chị nhà đầu tư nào chưa có người tư vấn, chưa có người hỗ trợ thì hãy liên hệ em ở cái số điện thoại Zalo đang chạy ở dưới màn hình. Em sẽ xin được hỗ trợ và tư vấn anh chị trong cái quá trình đầu tư trên thị trường chứng khoán đầy những cái khó khăn như thế này, để quản trị rủi ro cho tài sản của các anh chị, cũng như khuyến khuyến nghị và tư vấn cho các anh chị thường xuyên ở trong phiên, liên tục ở trong phiên. Thì em sẽ dừng video ở đây và chúc các anh chị nhà đầu tư giao dịch thành công và luôn gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.